Thưa quý vị, đất ngập nước là sự sống bởi nó có vai trò rất lớn đối với con người và thiên nhiên, góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì sự sống, đảm bảo sự thịnh vượng và tồn tại của con người trên trái đất. Việt Nam có gần 12 triệu hecta đất ngập nước, chưa kể diện tích sông suối ngập nước theo mùa, điểm nước nóng, nước khoáng. Nhưng trước sự tác động của biến đổi khí hậu, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại một số vùng đất ngập nước ở nước ta hiện đang đối mặt với tình trạng suy thoái ngày càng tăng. Do đó, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước là việc làm cấp thiết, cần sự chung tay của tất cả chúng ta. Các vùng đất ngập nước là nguồn đề tài vô tận, nguồn cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Mỗi bức ảnh được ghi lại là một góc nhìn riêng về vẻ đẹp con người, nét đẹp văn hóa, phong cảnh đặc trưng của mỗi vùng đất ngập nước, là nơi để các tác giả gửi gắm niềm đam mê về nghệ thuật nhiếp ảnh và những cảm xúc rất riêng về vùng đất đó. Rừng chết, bức ảnh được nhiếp ảnh gia Tôn Thất Tuấn Ninh ghi lại nhân một chuyến thực tế ở Đắk Nông. Nơi đây vốn là cánh rừng nguyên sinh, do ảnh hưởng của việc đắp đập dẫn đến cánh rừng bị ngập nước, gây ra hiện tượng cây chết dần. Và đến mùa khô hạn, những gốc cây lộ diện như một lời cảnh báo với con người. Một cái rừng cây xanh bây giờ nó là do cái tác động của cái môi trường bên ngoài thì cây càng ngày chết dần đi. Cảm xúc của mình thì mình thấy rất là chúng ta phải luôn luôn bảo vệ cái môi trường và cái hệ sinh thái để một ngày hệ sinh thái được bền vững hơn trong những vùng ngập nước. Rừng chết là một trong số 1.213 tác phẩm dự thi của 465 tác giả gửi về cuộc thi ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam. Cuộc thi do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, mang tính sáng tạo, thẩm mỹ cao, phản ánh sâu sắc, toàn diện, trung thực về các hệ sinh thái tự nhiên, thực trạng vùng đất ngập nước của Việt Nam, các giá trị về đa dạng sinh học, các loài động thực vật quý hiếm, đặc trưng của vùng đất ngập nước, các mô hình sinh kế gắn với cộng đồng người dân tại các vùng đất ngập nước. Đây cũng là một hình thức truyền thông hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng. Người ta nói rằng một bức ảnh bằng ngàn câu chữ, bằng mặt con chữ thì thực sự tôi nghĩ đấy là đúng. Bởi vì thế này này, chúng ta có thể nghe nhiều, chúng ta có thể viết nhiều, chúng ta có thể đọc nhiều. Nhưng mà cái bức ảnh nó là một cái sản phẩm thị giác. Mà đã là thị giác thì nó tác động rất mạnh. Nếu chúng ta chụp tốt, chúng ta chụp chân thực, chụp khách quan, phản ánh một cách trung thực cái sự kiện, cái hoạt động đó, thì đó là một cái sự tác động rất mạnh. Và nó có sự tuyên truyền, lan truyền rất tốt. Nếu nhiếp ảnh làm tốt, với vai trò, với chức năng của mình thì nó sẽ thuyết phục rất là mạnh mẽ đối với lại công chúng, đối với những người xem. Buổi sáng của đàn cò là bức ảnh đạt giải nhất của cuộc thi. Bằng một bức ảnh đầy tính nghệ thuật, tác giả đã gửi gắm đến người xem giá trị đa dạng sinh học, giúp họ hiểu hơn về các loài động thực vật quý hiếm, đặc trưng của vùng rừng ngập mặn Bình Thuận. Tại vì cái rừng của Mạc Quang Thiết ấy, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết giữ lại để làm bảo tồn cái du lịch sinh thái, và những loài chim ở đó họ săn bắn rất là nhiều và bay đi cư trú rất là nhiều, cho nên mình chụp bức ảnh này mình thông điệp là hãy bảo vệ môi trường, không có tàn phá, không có giết những loài chim quý hiếm tại nơi này. Cảm xúc rất là nhất, rất là vui và rất là tự hào và rất là mừng cái thông điệp của mình được truyền tải tới cho ban giám khảo, họ hiểu được vấn đề này. 1.213 tác phẩm dự thi là 1.213 câu chuyện về các vùng đất ngập nước. Ở đó có câu chuyện của những người trồng rừng lấn biển ở Thái Thụy, Thái Bình, của những ô rừng trên phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế, hay lời cảnh tỉnh về thực trạng rác thải trên biển qua bức ảnh ngư dân đang kéo lưới bắt cá xung quanh bao trùm đầy rác thải. 24 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong sự kiện sáng ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội. Tôn vinh những người làm nghệ thuật nhiều tâm huyết với môi trường cũng là để tiếp lửa, để họ có nhiều động lực tiếp tục ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về con người và phong cảnh vùng đất ngập nước,
góp phần quan trọng vào hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam.